Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em. Kính thưa cộng đoàn, đêm nay đêm hồng phúc, chúng ta cử hành mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể làm người. Lời loan báo của sứ thần diễn tả niềm vui và tình yêu của Thiên Chúa đã đi vào cuộc sống con người. Trẻ thơ Giê-xu được chào đời nơi cánh đồng Bethlehem cùng với Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse là một gia đình nghèo. Từ trời cao, Thiên Chúa đã hạ mình xuống qua hình hài một trẻ thơ đơn sơ bé nhỏ, diễn tả một tình yêu đi đến cùng của Thiên Chúa. Đức Giê-xu là Thiên Chúa thật làm người một cách trọn vẹn, là bạn của những người nghèo vô gia cư. Đêm Giáng sinh mời gọi chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa, chiến thắng mọi mưu toan của con người. Chính Thiên Chúa phá bỏ mọi ngăn cách do lòng người và nghi ngờ nhau. Ngài cũng hạ thấp những địa vị, danh vọng và quyền thế. Tin mừng Luca, người nghèo là những người được ưu tiên, được Thiên Chúa cho vào hưởng nước trời. Như vậy, lễ Giáng sinh là niềm vui cho mọi người biết mở lòng ra đón nhận Đức Giê-xu và sống cho những giá trị của tin mừng. Năm Phụng vụ 2017, Giáo hội Việt Nam mời gọi chúng ta sống năm mục vụ gia đình. Cụ thể là chuẩn bị cho những người trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình. Tin mừng Giáng sinh cũng diễn ra nơi khung cảnh của một gia đình có Chúa Giê-xu, mẹ Ngài và Thánh Giuse, là một gia đình hạnh phúc, luôn để cho Thiên Chúa chiếm hữu cuộc sống. Sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình ấy làm phát sinh hoa trái của tình yêu thương, lòng chung thủy và sự tương thân tương ái giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái. Đó cũng là kiểu mẫu của một gia đình cho các bạn trẻ khi bước vào đời sống hôn nhân. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh, cử hành đêm thánh, đêm của tình yêu lung linh gia đình. Xin Đấng Emmanuel tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên cộng đoàn giáo xứ và trên mỗi gia đình chúng ta. Kính mời cộng đoàn đứng cùng với ca đoàn hát ca nhập lễ.
như danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Trong niềm vui mừng con Thiên Chúa giáng trần, Cộng đoàn Giáo xứ Phú Bình chúng ta cùng cử hành thánh lễ này với tâm tình chờ mong ngôi hai xuống thế, giờ Ngài đã đến và bình an của Thiên Chúa xuống trên từng người chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Ngài là Thái tử bình an, ngự trị trong giáo xứ chúng ta. Qua đó, chúng ta gặp gỡ nhau trong tình tương thân tương ái, đặc biệt là trong năm chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đang chuẩn bị bước vào trong đời sống hôn nhân gia đình. Trong tình yêu đó, Thiên Chúa đã ngự trị. Và chúng ta cũng dâng thánh lễ này cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta được lãnh nhận được ơn Thiên Chúa giáng trần trong đời sống của chúng ta, để những lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận. Chúng ta hãy thành tâm sám hối. Lời Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu những tâm hồn thông hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con chúng tùng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Vì vinh quang cao cả Chúa, lời Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha quan năng. Lời con mô Thiên Chúa Giêsu Kitô. Lời Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai Con một Chúa là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian, làm cho đêm cực thánh này bừng lên rực rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được mầu nhiệm Giáng sinh soi dẫn, mai sau cũng được cùng Con một Chúa hưởng phúc trên trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah: Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm,
đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gạch, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lệ phẩm. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp ngài đều bẻ gãy, như trong ngày chiến thắng quân Ma-đi-an. Vì mọi giày nính lẹn xuống rầm rầm, và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta, người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa. Trời hân hoan, đất hay nhảy mừng, biển gầm vang với muôn hài vật, ruộng đồng cùng hoa trái cùng ý lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Tito. Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính
và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc, vẫn hằng mong đợi ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang, vì chúng ta người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện. Đó là lời Chúa. Chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thời ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirino làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều thực hiện về thành của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse cũng từ thành Nazareth miền Galilê lên thành vua David gọi là Bethlehem miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông. Lúc ấy bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tá bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ: anh em đừng sợ, này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với các sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ chúng ta không lạ gì vào những cái ngày gần sát lễ Chúa Giáng sinh. Mình thấy bưu điện làm việc tấp nập, bởi vì những cánh thư hay là những cánh thiệp người ta gửi trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, và đồng thời những món quà người ta trao tặng cho nhau không chỉ là cái việc người ta xã giao hay là muốn làm một cái việc, một cái cử chỉ thân nghĩa với nhau, mà là muốn gửi đến nhau những cái tình cảm sâu đậm nhất để người ta bày tỏ được cái tình liên đới với nhau. Và như vậy,
nếu như xét ở trong cái khía cạnh con người ta chỉ trao tặng cho nhau những món quà, còn đối với những người Công giáo, cái món quà mà mỗi người Công giáo chúng ta nhận được từ nơi Thiên Chúa, một món quà rất trọng đại, con một Thiên Chúa gửi trao đến cho con người. Thiên Chúa Cha Ngài đã hứa, giờ đây Ngài thực hiện, gửi trao con một của Ngài là một món quà lớn để trao cho con người, để nhờ vào người con này mà chúng ta được sống. Và như vậy, mầu nhiệm ngôi hai nhập thể đã đến với con người và để thực hiện một việc duy nhất là cứu độ, chỉ đường cho con người bước về nước thiên đàng, nơi mà con người ta đã từ đó ra đi và bây giờ quay trở về nơi mà mình đã được tạo dựng và đã được sống ở đó. Đó là vườn địa đàng, thiên đàng. Thành thử ra, ở trong bài đọc chúng ta thấy nói đến một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên hòa bình, thịnh vượng, không chỉ xét theo cái khía cạnh văn hóa chính trị xã hội, mà là thịnh vượng, bình an ở trong tâm hồn, nơi mà con người ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ nhau. Cho nên, khi mà nói đến việc gặp gỡ Thiên Chúa, thì ắt hẳn chúng ta cũng có thể hiểu được một Thiên Chúa bây giờ rất gần với con người rồi. Người ta gặp gỡ được, người ta có thể tiếp xúc được và người ta có thể đón nhận được. Ngôi hai giáng trần ở trong bài tin mừng mình nghe, đến ngày mà Đức Maria hạ sinh ngôi lời Thiên Chúa, thì bây giờ lắng nhẽ ra là phải ở một cái nơi nào người ta có thể đón nhận được, thì giờ đây chính Đức Maria phải bồng ẵm đi và đặt ở một cái nơi mà người ta thấy không phải là nơi cho con người, ở nơi mà người ta chỉ để cho súc vật nằm thôi trong máng cỏ. Thế thì tự hỏi quý ông bà và anh chị em, tại sao vậy? Tại sao Đức Maria lại hạ sinh ngôi lời Thiên Chúa ở cánh đồng, ở trong máng cỏ, ở cánh đồng Bethlehem? Là bởi vì không có chỗ ở trong quán trọ dành cho ngôi lời Thiên Chúa nữa. Và người ta nói bởi vì không có tiền để mà trả tiền phòng trọ, và người ta không đón nhận ngôi lời Thiên Chúa, thành thử ra phải đến cánh đồng Bethlehem mà hạ sinh. Đấy, sự kiện là như vậy. Và đồng thời mời gọi chúng ta nhìn vào trong cuộc đời của mình, có khi nào mình chối từ đón nhận ngôi lời Thiên Chúa vào cuộc đời mình chưa? Nếu như mình được người ta gửi cho một món quà mà mình thấy cái giá trị của nó, mình biết được cái giá trị của món quà, thì mình có vui vẻ đón nhận không? Rất vui vẻ. Và cái người trao tặng cho mình, nếu như mà mình biết đó là một người có một cái địa vị xã hội hay có một cái danh vọng nào đó mà mình muốn kết thân với người ta, nếu người ta gửi cho mình một món quà, mình có đón nhận không? Rất sẵn sàng. Nhưng mà đây, khi Chúa Cha ngôi lời Thiên Chúa đã đến trần gian, Thiên Chúa Cha đã trao tặng cho con người một món quà mà người ta lại không biết được cái giá trị đó là như thế nào, không hiểu được xuất thân của ngôi lời Thiên Chúa là như thế nào, thành tự ra người ta không đón nhận vào trong cuộc đời. Rõ ràng. Vậy chúng ta ngày hôm nay, mình cũng đọc Kinh Thánh nhiều, mình hiểu nhiều, nhưng mình có đón nhận thực sự Thiên Chúa vào trong cuộc đời của mình chưa? Đấy, mình cứ nghĩ và mình xét xem coi cuộc đời của mình trải qua bao nhiêu năm tháng ngày trời mình sống là một người Công giáo rồi, mình có vui vẻ đón nhận không? Vậy thì làm sao mình có được cái câu mà nói đến bình an cho người thiện tâm nếu như mà mình không đón nhận Thiên Chúa? Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Đấy, mình vẫn cứ nghe những bài hát, hoặc trong bài tin mừng mình vừa mới nghe đọc thôi, cũng nói đến vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương.
Vậy thì tất cả mọi người đều là những người được Thiên Chúa yêu thương, nhưng ai mở lòng mình ra để đón nhận ngôi lời Thiên Chúa vào trong cuộc đời thì mới có được sự bình an thật sự và một cảnh thái bình thịnh trị mới mở ra cho cuộc đời con người. Còn nếu không thì người ta chỉ sống cái tôi ích kỷ của bản thân mà thôi. Cuộc đời con người là như vậy. Ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người để thực hiện một việc dẫn đưa con người và cứu độ con người, ban cho con người trở về tình trạng nguyên thủy mà Thiên Chúa đã tạo dựng từ ngàn xưa. Hình ảnh của Thiên Chúa là bởi vì khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng vì tội lỗi đã làm mất đi cái hình ảnh đó. Hình ảnh nguyên tuyền của con người nó mất đi. Bây giờ ngôi lời Thiên Chúa đến để thực hiện việc phục hồi lại cái hình ảnh Thiên Chúa nơi con người, có nghĩa là giải thoát cho chúng ta khỏi hình phạt tội lỗi và làm cho chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa, con cái của sự tự do và trở lại với tình trạng ban đầu, những con người được tinh tuyển, hưởng nhan thánh Thiên Chúa, hưởng nước thiên đàng, hay mình nói đó là vườn địa đàng cho cuộc đời mỗi người chúng ta. Trong tâm tình mừng lễ Chúa Giáng sinh, nhớ lại mầu nhiệm ngôi lời nhập thể năm xưa, đã đến trần gian rồi, đã thực hiện công việc cứu độ rồi và đã mở đường cho chúng ta về nước trời. Nhưng ai biết mở cõi lòng của mình ra thì mình sẽ đón nhận được ơn cứu độ. Nếu như đón nhận ơn cứu độ, nếu như mở lòng mình ra để đón nhận Thiên Chúa thì ắt hẳn mình phải loại trừ khỏi tâm trí, khỏi cõi lòng của mình những gian tham, những thói hư tật xấu trong cuộc đời, hay là những cái tôi ích kỷ của bản thân, để mình mới có thể có chỗ để cho ngôi lời Thiên Chúa đến ở trong tâm hồn của mình. Và đặc biệt, nếu như Thiên Chúa, ngôi lời Thiên Chúa ngày xưa đã bị khước từ, không đón nhận, thì bây giờ chúng ta hãy mở lòng mình ra để đón nhận ngôi lời Thiên Chúa. Và có như vậy thì đêm hôm nay mình mừng lễ Chúa Giáng Trần, nó mới mang một ý nghĩa cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Bây giờ cảnh thái bình thịnh trị đến ở trong gia đình của mình, và nhất là trong nội tâm của tâm hồn mỗi người chúng ta, mình gặp gỡ được Thiên Chúa, có thể đụng chạm được đến Thiên Chúa, bởi vì ngôi lời đã đến trong mỗi người chúng ta đây. Hãy đón nhận Ngài vào trong gia đình, trong đời sống của từng người chúng ta. Kính mời cộng đoàn đứng. Đọc kinh tin kính đến câu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, xin cộng đoàn quỳ. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh, Người lên trời, Người bên hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống.
Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiên, công giáo và tông truyền. Anh chị em thân mến, trong đêm cực thánh này, chúng ta mừng mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người để đồng hành với mọi thân phận con người. Với tâm tình cảm tạ hồng ân cứu độ, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Đức Giê-xu Giáng sinh là tin mừng lớn lao cho toàn thể nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện xin cho Hội Thánh biết giới thiệu sứ điệp Giáng sinh cho con người thời đại. Đó là sứ điệp của tình yêu thương, liên đới và chia sẻ. Xin Chúa những lời chúng con. Đức Giê-xu Giáng sinh trong thân phận một trẻ thơ bé nhỏ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang gặp hoàn cảnh kém may mắn, bất hạnh và khó nghèo, tìm được sự an ủi và nâng đỡ trong Đức Giê-xu là Thiên Chúa làm người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong đêm tràn ngập ánh sáng, đêm con Thiên Chúa Giáng sinh làm người, chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn tin nhận Đức Giê-xu là lẽ sống cho cuộc đời mình, để làm phát triển đời sống đức tin, bước theo Đức Kitô là ánh sáng của trần gian, biết thay đổi cuộc sống trong ơn thánh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong năm mục vụ gia đình, xin Chúa ban cho các gia đình trong giáo xứ luôn sống thuận hòa yêu thương, để làm chứng cho sự hiện diện của Đức Kitô trong đời sống chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã Giáng sinh làm người để cứu độ chúng con. Từ trời cao Chúa đã hạ mình xuống nơi đất thấp để nâng chúng con lên làm con cái Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết sống mỗi ngày ý nghĩa của lễ Giáng sinh là sống chân hòa tình yêu thương với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con cùng dâng tiến trong đêm Giáng sinh này, và nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong mầu nhiệm nhập thể, xin cho chúng con được nên giống Đức Kitô, là đấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thiên tính của Chúa trong chính bản thân Người, Người hằng sống và hiến chi muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, thì nhờ Người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chư tường vinh quang Chúa rằng: trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khô hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thứ ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Cha Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ.
Trong thánh lễ hôm nay, chúng con xin tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh cả Giuse, xin ơn bình an cho gia đình, xin ơn như ý, xin ơn Chúa chữa lành. Xin Chúa nhớ đến linh hồn An Tôn nhân lễ giỗ và các linh hồn Giuse, Maria, Phêrô, Phaolô, Gioan Baptista, Anna, An Tôn, các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nội ngoại, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, cùng các đẳng linh hồn theo ý người xin, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bà trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chinh nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện dâng Cha ca sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
về việc rước lễ, nghi thức rước lễ chỉ dành riêng cho những người công giáo hộ đủ điều kiện mà thôi. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con vừa được vui mừng cử hành lễ sinh nhật Đấng Cứu Độ trần gian, xin cho chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại làm chứng rằng Người đã đến, hầu mai sau được cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiến tri muôn đời. Trong niềm vui Giáng sinh mừng con Chúa ra đời, tôi kính chúc tất cả quý ông bà, anh chị em, quý tu sĩ, nam nữ và toàn thể giáo dân cộng đoàn giáo xứ Phú Bình một năm mới trong tình yêu thương của Thiên Chúa, đó là tình yêu Thiên Chúa Giáng sinh, Ngôi Lời đã làm người và ở cùng chúng ta. Và trong tâm tình đó, tình yêu của Chúa Giáng sinh, Ngôi Hai Thiên Chúa luôn sưởi ấm trái tim của mỗi người chúng ta, ấm áp trong tình yêu của Chúa Hài Đồng. Và một năm mới 2017 sắp tới, tôi cũng chúc cho quý ông bà và anh chị em an khang thánh đức. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa vô cùng thiên hào đã nhờ con của Ngài nhập thế mà xua đuổi bóng tối trần gian, và nhờ con của Ngài giáng sinh vinh hiển mà soi sáng đêm cực thanh này. Xin Ngài xoa tan bóng đen tật xấu khỏi anh chị em và chiếu soi tâm hồn anh chị em nhờ ánh sáng nhân đức. Thiên Chúa đã muốn nhờ thiên thần loan báo cho các mục đồng niềm vui trong đài con Ngài giáng sinh, đem lại ơn cứu độ. Xin Ngài đổ tràn niềm vui vào tâm trí anh chị em và làm cho anh chị em thành những người loan báo tin mừng của Ngài. Thiên Chúa đã dùng việc nhâm thê của con Ngài mà nối kết đất với trời. Xin Ngài làm cho anh chị em được đầy tràn ơn bình an và lòng thương mến của Ngài. Và xin Ngài làm cho anh chị em được dự phần với hội thánh trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra đi bình an.